Em chỉ định chào tất cả các bác ở ngoài miền Tổ quốc nha. Thì sáng nay em về đa số là phụ kiện để các bác kết hợp và hỗ trợ karaoke như những năm cặp loa chép Yamaha Nhật Bản. Giá rất là bình dân luôn nha bác. Và được 10 bộ dây loa monitor và 10 bộ AV Acouphase AL10 còn nguyên hộp xốp nha các bác, và một bộ không hộp xốp. Thì sau đây em cũng tiến tới và báo giá cho tất cả các bác ngoài miền Tổ quốc nha, với giá rất là tốt tại shop em. Vì em đấu giá trực tiếp về, giá nó sẽ ổn định và cũng tốt hơn cho các bác. Tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ các bác cà phê cà pháo rất là nhiều ngày đấy. Đây là những bộ Acouphase nha. Em ship là 10 bộ dây AV, tiếng hiệu AV Acouphase các bác, AL10 nha, nguyên hộp nha các bác. Tí nữa là video sau. Còn duy nhất một bộ không hộp nha, và là siêu siêu lướt luôn nha các bác. Giá nó sẽ tốt hơn vài trăm nghìn cho các bác. Đây là 10 bộ dây loa monitor dòng cao, cấu hình lớn nha các bác. Monitor của Mỹ 10 bộ nha, 1,4 triệu một bộ này, tí nữa vào chi tiết sau. Rồi bắt đầu là em sẽ đi vào năm kẹp chép. Họng là họng nguyên của hãng luôn nha các bác. Họng nguyên của hãng luôn. Bằng inox cho các bác. Dòng này thì giải tiếng cực kỳ rộng nha, vì đường hẹn rất là sâu các bác. Khoảng là 30 nha. Hẹn từ tính đó là 30. Các bác về là chỉ việc là cắm vào trạm loa phía sau và chúng ta nghe nhạc và hát karaoke thôi. Đối với cặp này các bác chơi một cái phòng 40 mét vuông vô tư nha. Tại vì giá tầng với họng này thì ra âm thanh rất là rộng nha. Các bác thấy. Bằng inox các bác. Yamaha nha các bác, 8 ohm da băng nha, sắc 7 màu nha, thép 7 màu này. Một cặp như thế này bên em làm luôn phân tầng và dây để các bác kết nối dây xịn là 1,3 m cho một vế nha các bác. Bao vế để các bác cắm vào phía sau loa chính thôi nha. Loa chép thì chúng ta cắm vào loa chính nha các bác, để mình nâng cao hệ thống âm thanh, tiếng nó sẽ sáng hơn và âm thanh của dàn nhạc các bác nó sẽ rộng hơn. Riêng những dòng bộ này các bác có thể nghe nhạc và hát karaoke vô tư luôn nha. Dòng của Yamaha thì nó thiên về nghi hát rất là mạnh nha. Bộ này là đầy đủ phụ kiện luôn, là các bác về chỉ việc sử dụng luôn là phân tầng. Phân tầng thì bên đó họ gửi về là sử dụng phân tầng Philips cao cấp luôn nha. Phân tầng của Philips nha các bác, Philips nha. Lấy nét không được. Phân tầng Philips nha các bác. 5 bộ. 5 bộ chép Yamaha. Giá là 1 triệu 700 nha bác, 1 triệu 700 nha, 1 triệu 700 một bộ một cặp như thế này nha. Chỉ có 5 cặp thôi nha bác, em ship Nhật về chỉ có 5 cặp thôi nha. Giá là bao gồm phân tầng và dây xịn cho các bác về chỉ biết các bác về sử dụng thôi nha. Mới keng nha bác. Đây là dòng chép hãng Yamaha chuyên nghiệp đó. Họ sản xuất loa chép ra để phục vụ nghe hát nha. Này các bác thấy này, 1 triệu 7 một bộ nha các bác, 1 triệu 7 một bộ nha. Đấy, bao gồm phân tầng dây nhựa nha, có 5 bộ thôi. Đây là bộ dây monitor. Em về được 10 bộ, có mẫu là đây là dòng mẫu mỏ chim mềm nha các bác, mỏ chim mềm nha, monitor. Đây là bộ mỏ chim bắp chuối này, dây loa thì theo tiêu chuẩn của hãng là 2,5 m một vế. Đây là mỏ chim bắp chuối này, mà giá 1,4 triệu một bộ nhé. Bộ là bộ hai đầu bắp chuối này, hai đầu bắp chuối này các bác. Trong này thì lõi rất là lớn, bộ bắp chuối, này là con bắp chuối này, có bộ mỏ chim, nữa nha các bác. Giá 1,4 triệu nha. Đây là bộ mỏ chim, này là những bộ mỏ chim mềm nha các bác, mỏ chim mềm màu vàng 24K, giá 1,4 triệu một bộ nha, 1,4 triệu một bộ monitor, gồm có mỏ chim, bắp chuối và bắp chuối, nha. Monitor thì các bác chơi được hầu hết các dòng loa, đặc biệt tiếng nó dày, tiếng này là chơi loa cổ, loa JBL, những dòng loa châu Âu đều tốt. Nó thể hiện tiếng bass đầy đặn, dày, chắc chắn và khỏe. Về được 10 bộ nha các bác. Rồi đến dòng AV, đây là phục vụ các bác mà yêu thích audio hi-fi. Đây, chỉ có một bộ duy nhất là không hộp nha bác, họ siêu lướt nha, như mới vậy đó. Nếu không các bác lấy bộ này không hộp, chỉ có một bộ thôi nha, một bộ là giá là 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7. Còn các bác lấy nguyên hộp như thế này, hộp Acouphase AL10 nha các bác, hàng ship Nhật gia băng về nha,
hàng ship Nhật. Em ship một được 10 bộ, có hộp một bộ không hộp nha. Đây, nguyên hộp nó sẽ như thế này. Và khi các bác khui ra sử dụng thì nó như thế này. Chỉ có một bộ là không hộp thôi. Đấy. Đây các bác. À, nguyên kiện nha các bác, 1 mét nha, 1 mét. Đây các bác, nguyên hộp nha. Đấy. Đây là cái bộ chưa khui này các bác, 1 mét này, AL10. Còn khi đã khui ra thì các bác sẽ nó sẽ như thế này. Các bác lấy bộ không hộp là 2.700.000 nha, còn bộ có hộp là 3.100.000. 3.100.000 nha, 3.100.000 là có hộp nha. Đây là những cái hướng dẫn sử dụng thôi các bác. Đây. Bên dưới này. 3.100.000 là nguyên hộp nha các bác. Nguyên hộp về các bác tự khui tự bóc siêu nha. Còn đây là em có sẵn một cái bộ mà không hộp từ bên đó về nè. Giá nó sẽ tốt hơn cho các bác, mình đỡ tốn được 400k đấy. Còn các bác thích về bóc siêu luôn thì lấy bộ này 3.100.000 nha, 3.100.000 AV Aquafine Audio AL10. Chỉ có một bộ là không hộp thôi, còn có hộp là có chỉ có 10 bộ duy nhất đấy. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Đấy, hai số điện thoại này. Không 0978338142 là 0965770227 nha.